Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc khám chữa bệnh cho người dân, thì công tác xây dựng phát triển đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các bệnh viện. Việc kết nạp được nhiều cán bộ, nhân viên của bệnh viện vào hàng ngũ của đảng không chỉ tăng cường sức mạnh của tổ chức đảng, mà còn cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân là bệnh viện hạng 2, có 126 cán bộ viên chức lao động, trong đó có 1 thạc sĩ, 11 bác sĩ chuyên khoa 1, 16 bác sĩ. Những năm qua, bệnh viện luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tìm tòi học hỏi để áp dụng kiến thức mới phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hiện nay, bệnh viện có 200 giường bệnh và được trang bị đầy đủ các thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh như máy xét nghiệm sinh hóa tự động A25, máy huyết học KX21, máy xét nghiệm nước tiểu, X-quang kỹ thuật số, siêu âm Doppler, điện não, máy nội soi, v.v. Đồng thời, bệnh viện tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiều kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng như điều trị điện xung, điện từ trường, kéo giãn cột sống, theo dõi bệnh nhân bằng máy monitor, lồng ấp sơ sinh, mổ lấy thai lần thứ 2 trở lên, phẫu thuật kết hợp xương, mổ trĩ bằng phương pháp mới. Bên cạnh đó, bệnh viện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và khám chữa bệnh, điều trị nội trú, ngoại trú, tăng cường trang bị máy tính, máy quẹt thẻ, máy lấy số tự động tại phòng đón tiếp người bệnh, đảm bảo nhanh, gọn, chính xác, tạo thuận lợi cho người bệnh. Bệnh viện bố trí nhân lực và buồng khám theo trật tự khép kín, tạo thuận lợi cho bệnh nhân, tránh phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Con vào viện thì các bác sĩ chăm sóc rất là tận tình và chú đáo. Khám thì bảo là con là bị, bước đầu tiên là bị viêm phổi, viêm phế quản, viêm tay giữa, nói chung là bị cả răng nữa. Và xuống đến nay nữa là được, chiều hôm nay là bác sĩ bảo là con ổn, là có khi là cho ra viện. À, bác sĩ là chăm sóc bệnh nhân rất là tận tình, con bằng tất cả những các bệnh nhân ai cũng giống ai hết. À, rồi các trang thiết bị các thứ là như tôi thấy là như ở viện huyện như thế này là cảm thấy là được rồi. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Như Xuân luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các khoa ở bệnh viện để thường xuyên quan tâm xây dựng nguồn đảng viên. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa phát triển, tăng thêm nguồn lực cho đảng. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong tình hình mới hiện nay. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân sinh hoạt tại 4 chi bộ, gồm chi bộ văn phòng, chi bộ hệ nội, chi bộ hệ ngoại và chi bộ phân viện Bãi Trành. Trong những năm qua, lựa chọn những các đồng chí là bác sĩ trẻ, là điều dưỡng viên trẻ có năng lực và có cái công tác về công tác đoàn và công tác chuyên môn tốt để đào tạo và gửi đi học những cái lớp nghiệp vụ của đảng này, rồi là về công tác lớp bồi dưỡng về nâng cao trình độ để đứng vào hàng ngũ của đảng. Khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân là một trong những khoa chuyên khám chữa bệnh và chăm sóc phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền. Những năm qua, khoa đã tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động đoàn thể, giúp cán bộ nhân viên trẻ có môi trường rèn luyện, tu dưỡng bản thân, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng. Hiện nay, khoa Đông y có 8 cán bộ viên chức và người lao động, trong đó có 3 đảng viên. Những bác sĩ và điều dưỡng viên đã được khoa lựa chọn cần phải có những cái tố chất để được lựa chọn bồi dưỡng và kết nạp vào nguồn đảng viên, đó là phải, thứ nhất là phải có sức khỏe thật tốt, cái thứ hai là phải có đầy đủ về bằng cấp, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và ưu tiên đối với những người có trình độ cao, cái thứ ba đó là nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế của bệnh viện, các quyết định, các nghị định, thông tư của ngành y tế và các cái quy định của pháp luật. Cái thứ tư đó là cái quá trình tham gia hoạt động chuyên môn ấy,
thì những người mà đứng trong hàng ngũ của Đảng ấy thì phải thể hiện được cái năng lực, trình độ chuyên môn của mình trong quá trình học tập để phát huy, phát triển. Đảng viên trẻ Lê Nhân Duy là điều dưỡng thuộc khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân. Anh vừa được tổ chức kết nạp Đảng trong năm nay. Trong quá trình làm việc, anh thể hiện ý chí rèn luyện phấn đấu, luôn nhiệt tình với mọi phong trào, hoạt động chung của cơ quan. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Lê Nhân Duy coi đây là niềm vinh dự lớn lao, là nguồn động viên lớn để anh nỗ lực hơn nữa trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của khoa và bệnh viện. Được sự giúp đỡ của Đảng bộ, chi bộ, các đồng chí đồng nghiệp của trưởng khoa đã giúp đỡ về chuyên môn, công tác chuyên môn đến ngày hôm nay, thì tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng bộ, cơ quan, chi bộ, sự lãnh đạo thì luôn giúp đỡ tôi trong công việc, tạo điều kiện cho tôi được nâng cao về vấn đề chuyên môn. Thì hiện tại tôi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng, thì tiếp theo tôi sẽ cố gắng đi học, nâng cao vấn đề chuyên môn về chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Bác sĩ Lê Thị Yến thuộc khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân được bồi dưỡng kết nạp từ năm 2010. Đứng trong hàng ngũ của Đảng, chị luôn nỗ lực phấn đấu cả về công tác chuyên môn lẫn công tác Đảng. Bởi vậy, chị đã đạt nhiều thành tích trong chuyên môn, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Giờ đây, chị đảm nhiệm vai trò quyền trưởng khoa, quản lý khoa khám chữa bệnh của bệnh viện. Tuy công việc rất vất vả, song với ý thức trách nhiệm của một người đảng viên, chị luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao với kết quả cao. Là một bác sĩ và một đảng viên trẻ thì tôi luôn ghi nhớ câu nói của Bác Hồ: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ luôn cố gắng hết mình. Thì thay mặt cho đội ngũ bác sĩ và đảng viên trẻ của bệnh viện, tôi sẽ cố gắng hết mình, phấn đấu vì Đảng, vì nhân dân và vì người bệnh thân yêu để đưa Bệnh viện Đa khoa Nhân Xuân ngày càng phát triển hơn. Công tác phát triển Đảng đã thúc đẩy sự phát triển của bệnh viện trên mọi phương diện. Ý thức về ý đức và trách nhiệm của y bác sĩ được nâng cao, giúp cho các hoạt động khám chữa bệnh ngày càng hiệu quả. Ngoài việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ tại bệnh viện, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các trường học trên địa bàn đưa các y bác sĩ và trang thiết bị y tế đến khám bệnh cho học sinh nhằm giúp nâng cao sức khỏe học đường, phát hiện kịp thời các bệnh mà trẻ dễ mắc phải. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Như Xuân trong những năm gần đây đã làm rất tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là luôn quan tâm đến công tác đoàn. Hiện nay, đoàn thanh niên bệnh viện có khoảng hơn 40 cán bộ. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân của bệnh viện. Đó là những bác sĩ, điều dưỡng viên trẻ, họ là nguồn nhân lực quan trọng của đơn vị. Ý thức rõ điều đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân đặt lên hàng đầu. Phát triển đảng viên luôn gắn liền với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng và làm chủ các trang thiết bị hiện đại trong y khoa. Khi họ đã là những đảng viên thì phải giữ vững niềm tin với Đảng, phải thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác chuyên môn với vai trò là cán bộ y tế. Do đó, vấn đề y đức phải được đặt lên hàng đầu. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Như Xuân với tổng số 73 đảng viên và có đến hơn 30 cán bộ là đảng viên trẻ, tôi tin tưởng rằng lực lượng này sẽ là lá cờ đầu, là lực lượng tiên phong trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện nhà, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn. Có thể khẳng định, công tác phát triển đảng trong cán bộ, nhân viên, người lao động tại các bệnh viện là hết sức quan trọng. Các y bác sĩ là nguồn tri thức trẻ có lý tưởng hoài bão và khát vọng cống hiến. Khi được đứng vào hàng ngũ đảng, sẽ càng phấn đấu hết mình vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Họ là hạt nhân, là những lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội của quê hương đất nước.